Chào cả nhà dấu yêu, quay trở lại với kênh YouTube của Hiếu nha. Sáng nay mình sẽ làm một món ăn gia đình chia sẻ với các bạn. Giới thiệu các bạn, đó là món thịt ba gọi khìa nước dừa. Đây, dĩa thịt ba gọi mình đã luộc và sắc sẵn nha các bạn. Khìa nước dừa thì không thể thiếu trái dừa. Đó, ít thịt, trái dừa nhỏ nha các bạn. Nguyên liệu gồm có hành, tỏi, ớt, nước tương, đường, bột ngọt. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ vào bếp chế biến. Let's go. Trước tiên là mình phải giã đường, giã tỏi, ớt, hành tím cho nó nhuyễn ra nha các bạn. Ba thứ này mình giã chung luôn. Đó, giã vậy nè. Ok, đây giã nhuyễn vậy nha các bạn. Tỏi, hành tím và ớt. Bây giờ mình cho nước tương vô. Đó. Nước tương vô nha. Ít thịt, ít nước tương. Có nhiều người người ta ướp nước mắm, người ta nấu nước mắm. Rồi, đường. Một muỗng. Muỗng rưỡi đường. Bột ngọt. Ít bột ngọt thôi. Đây. Rồi. Đánh đều lên nha các bạn. Đây là miếng sốt ốp thịt để mình khìa. Ai thích khìa nước mắm thì mình ướp nước mắm nha. Như mình đi thích ăn nước tương, mình khìa bằng nước tương. Đó, đánh đều lên. Ok các bạn, sau khi mình đánh đều rồi, mình sẽ cho vào thịt nha. Ok, cho hết vào. Ồ, hấp dẫn chưa? Bây giờ mình đảo đều nữa lên, cho gia vị nó thấm vô cái này nha các bạn. Các chàng trai yêu dấu rảnh rỗi vào bếp làm cho gia đình ăn nhé. Chị em phụ nữ sẽ thương các bạn lắm. Sau khi mình đã đảo đều lên, mình sẽ để nó ở đây. Bây giờ mình sẽ đi uống cà phê. Các bạn theo dõi nha. Ok các bạn, thịt ốp cũng được 15 phút rồi. Bây giờ mình bắt chảo lên, cho dầu ăn vô nha. Chán đều lên. Đó. Mình đợi cho dầu ăn nóng, mình cho tỏi vô nha các bạn. Mình đi xử lý cái tỏi nè. Cho tỏi vô các bạn. Tỏi vô. Xay đều lên. Cho cái tỏi mình nó vàng lại nha các bạn. Nó mới thơm. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Để ủng hộ Hiếu. Hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ. Đây. Ok. Tỏi cũng đã hơi vàng. Mình cho hết cái thịt mình ướp lúc nãy đó các bạn. Cho vào. Đảo đều tay. Rồi mình để nó ở đây nha các bạn. Chút xíu nữa mình cho nước dừa vô sao.
Ok, bây giờ nó đã săn chắc và thấm gia vị rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nước dừa vào nha. Giới thiệu các bạn trái dừa xiêm nhỏ xíu à, dễ thương lắm nè. Tách vỏ ra. Đó. Ok. Rồi mời các bạn uống dừa. Cho vô đây nha các bạn. Cho một chút yêu thương vô nha. Đó, thấy chưa? Rồi, mình sẽ tiếp tục nấu nó cho nó sắc lại. Ok cả nhà. Bây giờ chín rồi cả nhà ơi. Đây. Nó đã sắc lại rồi. Nhìn rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ cho ra dĩa nha các bạn. Ok cả nhà, đây là cái dĩa thịt ba chỉ khìa nước dừa của mình sáng nay cho bữa cơm sáng. Thì thịt khìa thì mình có thể ăn với rau sống như là dưa leo nè, cải salad, lá tí tô, rau húng lủi, các loại rau mình có thể ăn được với nó, kèm theo nó ăn rất là ngon nha quý vị. Có thể ăn với bánh mì nha. Bây giờ mình sẽ test thử cho quý vị xem nha. Đây rồi, mời các bạn cùng thưởng thức. Vô 1, 2, 3 vô. Ngon, dừa ăn lắm các bạn, nó thơm cái mùi nước dừa không thể nào cưỡng lại được. Miếng này dớt vô đó, quý vị có thể làm theo gia đình ăn nha. Xin chân thành, rất là chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Hiếu trong thời gian qua và sắp tới mong quý vị tiếp tục ủng hộ Hiếu nha. Nếu thấy hay cho Hiếu một like và một đăng ký nha các bạn. Thôi bữa cơm gia đình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một bữa cơm ngon miệng. Bye bye. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Thank you everybody. See you next video. Bye bye.